Xin chào tất cả các bạn, mình là Giang Tiến Anh. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP02. Mình hiện tại đang học lớp Happy khóa 2 của trường Edit. Và hôm nay qua cái buổi học Learning Method, tức là phương pháp học tập buổi thứ 3, thì mình đã đúc kết được một số nội dung được học trong ngày hôm nay của môn của thầy Hùng. Nó bao gồm ý nghĩa của sự minh triết, những cái phẩm chất cần thiết của mỗi con người, khả năng tự học, cũng như là cái phương pháp học tập 70-20-10 là một phương pháp học chủ động mới đang được áp dụng gần đây tại các trường đại học cũng như là tại các ngân hàng. Trước tiên mình sẽ nói về ý nghĩa của sự minh triết là gì. Minh triết, hoặc có thể gọi là sự thông thái, sáng suốt, thông tuệ và khôn ngoan, chính là khả năng suy nghĩ và hành động cũng như là sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, có một cái ý thức chung và một cái khái niệm sâu sắc. Minh triết gắn liền với các thuộc tính như là phán đoán không thiên vị, tức là đưa ra những cái quan điểm cũng như là nhận xét dưới cái góc độ khách quan, lòng trắc ẩn, hiểu biết về bản thân và các đức tính khác như đạo đức, nhân từ và bao dung. Cái khái niệm minh triết này đã được định nghĩa và nêu ra trong suốt thời kỳ phát triển của con người. Nó được định nghĩa theo rất nhiều cách khác nhau, bao gồm một số cách tiếp cận riêng biệt để đánh giá các đặc điểm được quy cho cái khái niệm minh triết đấy. Với một số nơi, minh triết (wisdom) có nghĩa là năng lực phán đoán đúng đắn trong các vấn đề liên quan đến cuộc sống và hành vi, cũng như là khả năng phán đoán đúng đắn trong việc lựa chọn phương tiện và mục đích, đôi khi ít nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là trong các vấn đề thực tế. Charles Haddon đã định nghĩa về sự minh triết, đó chính là việc sử dụng kiến thức một cách đúng cách. Andrew Haddon đã định nghĩa rằng thái độ của khôn ngoan, đó chính là hành động với kiến thức trong khi nghi ngờ những gì mà chính chúng ta biết. Trong khoa học xã hội và tâm lý tồn tại một số cách tiếp cận riêng biệt đối với khái niệm minh triết này. Với những tiến bộ lớn được thực hiện trong hai thập kỷ qua, việc vận hành và đo lường trí tuệ như một cấu trúc tâm lý. Trí tuệ chính là khả năng biết trước điều gì đó, biết được hậu quả cả tích cực và tiêu cực của tất cả các hành động, cũng như đưa ra các lựa chọn có lợi nhất cho hiện tại và tương lai. Đó chính là khái niệm của sự minh triết. Và tiếp theo mình sẽ trình bày về những cái phẩm chất cần có của những người muốn làm thuê, làm chủ hoặc là làm vua. Đối với con người làm thuê thì họ cần những cái phẩm chất theo công thức ASK. A có cái nghĩa là thái độ, S là kỹ năng, còn K chính là kiến thức. Đây chính là ba cái phẩm chất và ba cái kỹ năng mà một con người làm thuê họ sẽ có và họ cần có để có thể hoàn thành được cái công việc của mình. Attitude có nghĩa là thái độ, cách hành xử hoặc là cái góc nhìn, cái quan điểm của mỗi người trước một cái sự vật, hiện tượng nào đó. Một người có thái độ tốt sẽ luôn biết cách nhìn nhận lạc quan và tích cực, cũng như là có cái sự thông minh, nhanh nhẹn trong các cái việc giải quyết vấn đề. Còn skill, kỹ năng thì chắc chắn đó là một cái phẩm chất không thể nào thiếu. Bởi vì
Nếu là một người làm thuê, chúng ta cần phải có kỹ năng làm việc tốt và thành thục thì sẽ đạt được cái năng suất tốt hơn. Và cái tiếp theo và cũng là một cái quan trọng không kém so với hai phẩm chất mình vừa nêu, đó chính là kiến thức. Kiến thức ở đây chính là những cái nền tảng dành cho những cái người làm thuê để họ có thể áp dụng vào thực tiễn, vào trong công việc. Cái thứ hai đó chính là người làm chủ. Người làm chủ thì họ có một cái tập hợp những cái phẩm chất khác so với người làm thuê, đó chính là E-S. E có nghĩa là đạo đức, W là wisdom, còn S là skill. Thì những cái thứ tự mình sắp xếp theo từng kỹ năng nó quyết định đến cái mức độ quan trọng của từng kỹ năng đấy của mỗi người. Về cái ethics thì mỗi người làm chủ họ cần phải có đạo đức, có cái tính cách bao dung và sự thông thái để có thể làm việc và điều hành cái mô hình doanh nghiệp của mình một cách thông minh và cũng như là không vi phạm bất cứ cái quy tắc luật lệ hoặc là cái quy tắc đạo đức nào. Bởi vì có rất là nhiều những người làm chủ họ lờ đi cái giá trị đạo đức của bản thân mình và thực hiện mọi cái biện pháp tốt hoặc là xấu có thể nhằm đạt được cái mức độ lợi nhuận cao nhất. Thì đối với mình, những người như thế này sẽ không sớm thì muộn cũng sẽ thất bại, bởi vì họ đã đánh mất đi cái giá trị cốt lõi của chính con người mình, đó chính là đạo đức. Tiếp theo về người làm vua thì cái việc làm vua này thì nó khá là khó nói. Và làm vua thì nó sẽ có ba cái phẩm chất là wisdom, ethics và skill. Wisdom chính là sự thông thái và minh triết như mình đã nêu ra cái khái niệm của nó ở đoạn đầu. Cái khái niệm minh triết này là một thứ mà không chỉ những vị vua mà là tất cả mọi người họ đều nên có. Đó chính là thứ giúp chúng ta hiểu được bản thân của mình hơn, cũng như là hiểu biết rõ sâu sắc và có cái sự thông thái về những cái vấn đề bao quát xung quanh mình. Một ông vua không chỉ nắm trong tay vận mệnh của họ, của chính người đấy, mà còn nắm trong tay vận mệnh của cả một quốc gia, cả một dân tộc. Chính vì thế, sự minh triết và đạo đức chính là hai thứ họ cần phải có. Tiếp theo mình sẽ nói về các cái bước tiếp nhận và xử lý kiến thức của con người. Thứ nhất, đó chính là data, cũng như là dữ liệu. Nó sẽ bao gồm tất cả những thứ mà chúng ta tiếp nhận được trong cuộc sống. Thứ hai, từ data chúng ta sẽ chuyển sang thông tin. Đó chính là những thứ chúng ta chắt lọc từ cái data và biến những thông tin đó trở thành của riêng mình. Cái thứ hai, đó chính là tư duy. Tư duy sẽ đưa ra những cái luận điểm cũng như là các quan điểm dựa trên thông tin đấy theo đúng những quy định của luận lý học và đưa ra các lý luận được coi là hợp lý. Tất cả những cái nào mà và tiếp theo đó chính là nhận thức. Nhận thức chính là những cái góc nhìn và cái quan điểm của mình dựa trên cái tư duy đấy. Thứ hai chính là sự kinh nghiệm, chính là những cái thứ mà mình học tập thực tế trải qua được từ những cái trải nghiệm ở bên ngoài.
Cái thứ hai đó chính là sự chiêm nghiệm, là cái suy nghĩ của bản thân về những thứ mà mình đã được làm. Tiếp theo đó chính là sự thông thái và minh triết, chính là cái bậc suy nghĩ cao nhất và nhận thức cao nhất của con người. Nó bao gồm những cái suy nghĩ sâu sắc cũng như là cái sự thông thái mà mỗi người chúng ta có. Và cái cuối cùng mình muốn nói đến đó chính là cái phương pháp học tập 70-20-10. Phương pháp học tập chủ động còn được gọi là Active Learning. Đây là một mô hình được nhiều ngân hàng nước ngoài và các trường đại học nổi tiếng sử dụng để thay thế cho mô hình đào tạo truyền thống. Mô hình này do Eichinger công bố từ năm 1996. Cụ thể nó bao gồm 70% từ trải nghiệm thực tế công việc, 20% từ những người xung quanh và 10% từ các khóa học. Đây là một giải pháp đào tạo nhằm hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện đại. Trong đó được chia rõ ràng là 3 phần. Phần thứ nhất, 70% từ học và thông qua trải nghiệm, bao gồm áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế, thực hiện việc tự học và tự phát triển bản thân, thử nghiệm cách tiếp cận mới cho một vấn đề cũ, hoán đổi, luân chuyển vai trò công việc, hoạt động cộng đồng và tình nguyện. Cái thứ hai, 20% nó sẽ bắt đầu từ học và phát triển thông qua người khác, bao gồm quan sát, tìm lời khuyên hoặc ý kiến và lắng nghe các ý tưởng của người xung quanh, học tập các kinh nghiệm chia sẻ từ đồng nghiệp, các đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng. Và cái thứ cuối cùng đó chính là 10% kiến thức sẽ được học và phát triển thông qua các khóa học, bao gồm các khóa học tập trung hoặc là các khóa học trực tuyến online. Cái formal learning tức là cái học thông qua các khóa học chiếm 10%, tuy chỉ chiếm một cái số rất nhỏ, nhưng các công ty hoặc các trường học cũng cần phải xây dựng những cái chương trình học tập đúng đắn và phổ quát, hoặc một cái lộ trình học đúng đắn. Nó chính là kiến thức nền tảng để thực hành ở hai phần sau và nền tảng cho việc đối chiếu đánh giá mức độ hiểu làm đúng hay sai của người học. Social learning, học tập xã hội chiếm 20%. Nó sẽ đảm bảo việc học đó được làm thực tế sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ từ các người huấn luyện hoặc bạn cùng học. Trong mô hình truyền thống là các thầy giáo và bạn bè, đồng nghiệp học cùng đối chiếu kết quả với quá trình trên để hình dung lại mức độ hiểu và bước đến bước số 3 đó là thực hành. Đó chính là quá trình đúc kết lại từ chính bản thân người học để ghép nó vào mảnh ghép kiến thức của bản thân. Nó đến từ bản thân người học làm việc và nhìn nhận lại bản thân của mỗi chúng ta đối chiếu phần kiến thức được học. Người học sống với mảng kiến thức đó mỗi ngày trong suốt quá trình học tập và làm việc để thẩm thấu nó hoàn toàn. Mô hình 70-20 để phát triển tốt sẽ thường đi theo 3 bước, áp dụng theo thứ tự từ thấp đến cao. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng 10-20-70 mà nó cũng có thể bắt đầu ngược lại. Cũng không phải là trong quá trình huấn luyện các bạn sẽ phải trải qua từng phần riêng biệt, mà có thể được đan xen nhau để thấu hiểu và biến thành cái phương pháp học tập riêng của mình. Mỗi chương trình đào tạo hiệu quả thì cần phải giúp người học xác lập được những hành vi hiện tại đang gặp vấn đề gì và những hành vi nào cần điều chỉnh sau khóa học thì mới được gọi là học tập thành công. Và đó chính là phần trình bày của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.